được mệnh danh là cao thủ đệ nhất thiên hạ, khắp giang hồ không có ai có thể đỡ được một kiếm của ông ta. Nhưng khi nhìn thấy chàng trai lấy ra một khẩu súng, chị người ta và chị tôi kiểu, chị người ta. Ôi, em gái yêu của chị lớn rồi cơ đấy, vào học bài đi, để đấy chị dọn dẹp cho. Em vào nhà đi, cả gia đình mình trông chờ vào sự nghiệp tương lai của em đấy, để đấy chị rửa bát chén cho. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Ui dồi, em đang làm gì đấy, để đấy chị làm cho, công việc cày cấy cứ để cho chị, vào học đi. À, chị mới mua cho em đôi dép baby ở nhà chị bán dép đang sale còn 65 ngàn này, em cảm ơn chị ạ. Chị tôi. Ui dồi, sao hôm nay trời nắng thế nhỉ, mày bật hộ tao cái quạt cái hồng. Ơ, con hồng này, mày cút ra đi, thân mày như con trâu che hết gió của tao rồi. Dạ. Ui dồi, quên rồi, hồng ơi, vào nhà vệ sinh rồi nước hộ tao cách tao quên mất rồi. Trời ạ. À, sẵn tiện mày chạm cái nhà vệ sinh ấy, bẩn hết cả rồi đấy nhá. Chà, à, Hồng ơi, cho tao mượn 65 nghìn, tao vừa mới đặt đôi sách baby ở nhà chị bán dép ấy. Tao vừa mới lục trong ví mày rồi đấy. Em không cho đâu, tiền em mua sách vở mà. Đây là tôi mỗi khi hỏi bài đứa bạn. Ê mày ơi, hả? Tí nữa mà tao không phải đến được bài đây nhá. Ờ, ok ok, nhớ đấy. Em mang dép thấy áp lực quá, em muốn đi chữa lành đó chị ơi. Chữa lành dành cho những người có tiền thôi, mình nghèo mình phải cứng rắn lên. Thôi giới thiệu sếp đi. Giới thiệu mọi người mã dép baby hồng mới ra bên mình nha. Dòng đế cao 4 xăng, đỉnh một em chân quay hai giá cực kỳ là chắc chắn. Giá hôm nay chỉ 75 ngàn, mọi người mua thì click vào giỏ hàng nhé. Em càng nói em càng sai. Em xin lỗi anh đi. Xin lỗi cũng cực.